Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh là cơ quan thường trực đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ những nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt từ đầu tháng 11 đến nay, Ban vận động đã hỗ trợ con giống, vật nuôi cho 30 gia đình để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Ở tuổi gần 80, ông Lưu Ngọc Đỗng ở xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ vẫn phải gánh vác công việc là trụ cột kinh tế của gia đình, chăm lo cho người con trai bị câm điếc bẩm sinh do di chứng chất độc da cam. Hàng ngày, ông đi làm thuê, làm mướn để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình ông, Ban vận động quỹ da cam đã hỗ trợ đàn gà giống gần 300 con với kinh phí 15 triệu đồng để ông chăn nuôi phát triển kinh tế. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ cũng đã đứng lên vận động được 50 triệu đồng để giúp gia đình ông sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Là hoàn cảnh thì rất là khổ tâm, được thằng con trai thì nó lại câm điếc. Lúc này tôi rất xúc động vì cho tôi đây để gây dựng nên, để có vốn để mà sinh sống sau này. Ông Nguyễn Trọng Văn ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, năm nay tuổi đã cao, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Kinh tế gia đình ông chỉ trông vào chăn nuôi nhỏ lẻ, lấy tiền trang trải qua ngày. Đã từ lâu, ông Văn mong muốn có đàn lợn để chăn nuôi phát triển kinh tế. Vừa qua, Ban vận động quỹ da cam đã hỗ trợ gia đình ông 9 con lợn giống, khiến ông rất phấn khởi. Cấp trên hỗ trợ cho là con giống cây trồng. Đây là một vốn rất quý mang cho mình để nuôi, để phát triển kinh tế. Đấy, cho nên là chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Từ đầu tháng 11 đến nay, Ban vận động quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam đã mua tặng con giống gà và lợn cho 30 gia đình là nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Việc tặng con giống là tạo tiền đề về kinh tế để các hộ phát triển chăn nuôi, từ đó nhân rộng mô hình vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Ban vận động cũng đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật hỗ trợ cám cho các hộ trong giai đoạn đầu chăn nuôi. Để đảm bảo chương trình này của chúng tôi có hiệu quả, triển khai đúng và trúng, thì trước khi chúng tôi hỗ trợ, tỉnh hội cũng như các cấp hội đã xây dựng một cái kế hoạch cụ thể, có nêu rõ các tiêu chí để lựa chọn. Các cấp hội đã dựa vào đó để rà soát và lập danh sách đề nghị tỉnh hội hỗ trợ theo cái hướng và đúng mục đích của hộ gia đình. Và trên cơ sở danh sách của các cấp hội đề xuất lên thì chúng tôi đã thành lập các tổ nhóm cán bộ xuống trực tiếp với hộ gia đình để nắm bắt cái tình hình thực tế của điều kiện gia đình. Đối tượng nào đảm bảo thì chúng tôi mới về họp xét và triển khai. Có như vậy thì cái mô hình mới phát triển hiệu quả đúng với lại kế hoạch đề ra. Trao con giống cho những nạn nhân chất độc da cam chính là giúp họ có sinh kế bền vững, trao niềm hy vọng về cuộc sống đổi khác trong tương lai. Sự hỗ trợ tuy nhỏ bé nhưng mang một ý nghĩa nhân văn cao cả, góp phần lan tỏa tình yêu thương, xoa dịu nỗi đau chiến tranh để lại. Nhắc đến bà Đoàn Thị Dung, người dân ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, không khỏi cảm thương cho số phận của bà. Ở tuổi ngoài 70, bà sống cô độc, không chồng, không con, trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ngôi nhà nơi bà sinh sống chỉ chưa đến 20m², được vá víu bằng cành cây, rơm rạ. Gia sản của bà chỉ có vài con gà, con vịt cùng ít đồ dùng đã cũ. Ở tuổi gần đất xa trời, bà ốm yếu triền miên với nhiều căn bệnh như suy thận, xương khớp, dạ dày. Tiền trợ cấp cho hộ nghèo và hỗ trợ người cao tuổi chỉ đủ để mua thuốc hàng tháng. Giờ đây, không còn khả năng lao động, bà phải sống dựa vào sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Ai cho gì, bà ăn đấy, sống lay lắt qua ngày. Bà Đoàn Thị Dung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì là sống độc thân, không chồng, không con, không có ai cả. Thế lại bệnh tật, ốm đau quanh năm. Thế cuộc sống hàng ngày thì cứ vạ vật nuôi được con gà, con vịt, có quả trứng thì ăn. Qua đây thì cũng mong muốn là kêu gọi các cái mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để chia sẻ và giúp đỡ những cái mảnh đời còn khó khăn như là bà Dung đây. Chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.